Xin chào tất cả các bạn đã đến với channel Tin Thấy Hay số thứ hai. Cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ cho số đầu tiên. Hơi dài tại vì lúc đó cũng không biết nói gì, nói hơi lung tung. Thì clip này mình sẽ nói về chai nước hoa mà clip trước mình có hứa là mình sẽ nói. Thì đó là chai Lord George. Thì như mình cũng có nói trước đây á, thì Lord George là chai nước hoa vô cùng quan trọng đối với mình. Tại vì đây là chai nước hoa mà sau khi mình dùng xong thì mình không có quay lại sử dụng designer perfume nữa. Cũng không có vấn đề gì sai trong chuyện sử dụng designer perfume, nhưng mà đó là cái cá nhân của mình thôi. Sau khi mình sử dụng chai này thì mình cảm thấy là càng ngày mình càng có nhu cầu cao hơn trong cái việc mà thưởng thức mùi hương. Và mùi hương không đơn giản chỉ là cái mùi để cho mà mình wear, mình xịt nó giống như một thứ accessory, vì mùi hương nó thú vị lắm mọi người. Nó là cả một thế giới, và cái việc mà mình tìm hiểu về nó là cả một bầu trời kiến thức luôn đối với mình, rất là nhiều thứ. Thì Lord George là đây, là của nhà Penhaligon của anh Lord George. Nhà Penhaligon thì có từ năm 1870 rồi mọi người, gần hơn bao nhiêu, 1870 là gần 1870, 1970, 2000, bao nhiêu trăm mấy chục năm hay gì đó, kiểu cộng số cũng dở lắm. Thì từ 1870 thì đây là dòng portrait của nhà Penhaligon. Thì cái mà mình thích ở nhà này ấy, như mình có nói trước đây ấy, thì nhà Penhaligon rất là giỏi trong việc kể chuyện, kể story hay cực kỳ. Và mình thật sự mà nói thì mình mua nước hoa Penhaligon á, hầu hết những cái nước hoa mà mình mua là blind buy. Mình thích cái story, mình thích cái design, mình thích cái mẫu mã, và mình mua vì mình đọc nốt thôi. Nhưng mà thật ra mình, cái gu của mình là wood và spicy wood, cho nên là cũng không có khó để lựa chọn. Nhưng mà khi mà càng tìm hiểu và đi sâu vô thì mình sẽ thấy là có nhiều cái sự ấm khác nhau của wood, hoặc là có nhiều cái cách mà người ta diễn tả cái sự spicy đó, hoặc là cái cách mà người ta dùng amber như thế nào, hoặc là cái cách mà người ta dùng animalic như thế nào. Thì chai này hiện nay ở trên thị trường đang là có giá khoảng 190 bảng, coi như là 200 bảng đi, là khoảng 6 triệu mấy. Chai này mình có được khoảng 5 năm rồi mọi người, và mình dùng cũng không có nhiều lắm. Thật ra là nhiều rồi đó. Còn mấy chai khác là nhìn như mới luôn, tại vì mình cứ xoay vòng á. Thì cái đặc biệt của câu chuyện Lord George á, là đầu tiên mình nói về câu chuyện trước đi nha. Thì nhà Penhaligon rất giỏi trong việc kể chuyện. Thì Lord George là một nhân vật trong cái series portrait của Penhaligon. Lord George là một nobleman, Lord George có vợ, Lord George có con, Lord George có lòng yêu nước, Lord George có manner, và Lord George có rất là nhiều secret. Thì cái hay của việc là Lord George có secret, và mình sẽ nói về secret của Lord George trong những lần sau. Nhưng mà hôm nay thì mình sẽ nói về cái mùi của Lord George. Thì á, cái dòng này á, thì khi mà mình mới xịt ra mọi người, thì mình sẽ nghe mùi rượu nha mọi người. Mình nghe rum, hơi rum. Nhưng mà trong cái mà người ta viết về chai này á, thì người ta nói là mùi brandy, nhưng mà mình thấy rum nhiều hơn. Sau đó thì mình sẽ nghe hơi soapy, hơi green, tại vì cái dòng này là dòng thuộc forêt, rất là forêt. Forêt là tiếng Pháp của chữ fern, tiếng Anh là những cái liên quan đến herb này, những cái liên quan đến rễ cây này, hoặc là những cái liên quan đến gỗ, wood thì gọi là forêt. Thì ngày xưa người ta dùng forêt cho nước hoa nam rất là nhiều. Và đặc biệt nếu mà nói về nước hoa nam thì collection nước hoa của mình là chủ yếu là nước hoa nam. Mình thích vì nó có cái silage là cái mà sau khi mình xịt lên người mình, nó cái aura, cái mùi hương nó kết hợp với cái mùi của người mình, cơ thể của mình ấy, nó lâu hơn. Thì ví dụ như chai này là mình sau khi mỗi ngày mình dùng, khi mình dùng là mình dùng có ba xịt thôi mọi người.
đầy đầy với lại sau lưng cái nữa, thì nó last khoảng 8 đến 10 tiếng. Mình đi làm 9 giờ sáng cho đến tới 6 7 giờ tối vẫn còn mùi, và quần áo của mình thì là ngày hôm sau nó vẫn còn cái mùi đó, và càng ngày nó càng chuyển hay hơn, nó có nghĩa là ấm hơn. Thì cái nốt đầu cái này thì mình thấy là rum chứ mình không có thấy là brandy như người ta viết. Sau đó thì mình sẽ thấy là nhiều soapy ở đây là mình thấy mình có cái cảm giác là giống như là ở trong barbershop ngày xưa của mấy ông mà kiểu classic man đi vô đó xong rồi shaving and then after shave thì cảm thấy noble, mọi người cảm thấy không biết noble tiếng Việt là gì, cảm thấy đàn ông cao quý mọi người cho mình dịch ra vậy. Thì cái chai này á nó làm cho mình có cái cảm giác đó của một người đàn ông không có nói nhiều nhưng khi người ta nói ra thì người ta cũng rất là nhẹ nhàng và lời nói của người ta có trọng lượng. Thì cái đó là cái mà mình nghĩ là nobleman trong cái định nghĩa này, và cái đó là cái hình dung của mình về Lord George. Nhưng người ta cũng không lạnh lùng mà người ta cũng không quá cứng rắn, người ta có một sự nhẹ nhàng, charming và không nhất thiết là phải gồng quá nhiều lên hoặc là phải hét sùm lên thì mới được thể hiện cái power. Thì cái đó là cái cảm giác của mình về Lord George. Đó là cái nốt thứ hai, soapy. Cái nốt thứ ba thì sau khi mà nó xuống mùi và nó còn on skin, base note của mình thì nó xuống thì mình thấy là hơi có floral nha. Mình thấy hơi có floral và mình đọc thì người ta nói là hoa phong lữ. Thật ra nếu mà nói là đã ngửi hoa phong lữ chưa thì là mình chỉ cảm thấy là yes floral thôi. Phong lữ, tại vì phong lữ không có ở Việt Nam mọi người. Hoa phong lữ là hoa ở địa Trung Hải, mình cũng có đi rồi và mình cũng có thấy rồi, nó giống như cái hoa dâm bụt của mình đó. Nhưng mà mình không có dừng lại để mình ngửi và mình phân tích cái mùi ngay cái lúc đó tại vì mình đi chơi. Thì nó có floral, nó có soapy, nó có một chút xíu peppery, nó hôm nay mình cũng dùng cái này, nó có amber mọi người, nó có amber nữa, nó có amber, nó có wood. Thì cái đó là cái mùi còn lại và mình cảm thấy ấm nhưng mà ấm cúng nhưng mà nó không có nóng. Nó cái cảm giác ấm cúng nó giống như khi mà mình về nhà, khi mà mình về nhà và nhà của mình thì rất là thích đèn vàng, mình rất là sợ ánh sáng trắng, mọi người nhìn ghê như ma vậy đó. Thì mình hay đùa ở nhà mình là sẽ đèn vàng here and there, chỗ mình nói là ánh sáng có sự dối lừa, nhưng mà đúng là nó có một cái sự ấm cúng như vậy nhưng mà không có cảm giác nóng giống như là 12 giờ trưa đi ra đường vậy đó. Thì cái đó là cái mà mình cảm thấy cozy và cái cảm xúc khi mà mình dùng Lord George và mình mang lại cho mình cũng như cho người khác á, là một cái very interesting distance đó mọi người. Có nghĩa là mình thấy là khi mà mình wear cái này và mình bước vào một cái socialize hoặc mình đi gặp bạn bè và mình nói chuyện thì mình có một cái distance, nhưng mà không phải là cold, không phải là lạnh lùng, đứng thiệt là xa, nhưng cũng không phải là approaching, cũng không phải là hồ hởi hoặc là cũng phải là xuân xoe vui vẻ thế này thế kia, không phải vậy. Nó là một cái gì đó, nó có một sự điềm đạm ở trong đó, nó có một sự trưởng thành ở trong đó. Mình không biết đa khái niệm của mọi người về trưởng thành như thế nào, nhưng mà đối với mình trưởng thành là từ tốn một chút xíu mọi người, mình không nên vội vàng quá đâu. Thì cái đó là cái cảm giác của mình trong những cái social context, trong những lúc mà mình đi drinks với bạn bè, hoặc là mình đi đến công ty làm việc, hoặc là mình đi dinner với bạn bè, hoặc là mình đi xem những cái show và mình gặp người quen chẳng hạn, thì nó có một cái sự gì đó chừng mực. Mình rất thích chữ chừng mực ở đây. Thì cái này nó mang lại cho mình điều đó, và những cái kỷ niệm mà mình có với Lord George khi mà mình dùng và với con người. Tại vì
chủ yếu là phải có con người trong đó các bạn, chứ nếu không thì chai nước hoa này để nguyên như vậy thì cũng là chai nước hoa thôi. Thì kỷ niệm của mình đối với Lord George về con người là những người mình gặp khi mà mình dùng cái này, mình có conversation với họ, có nói chuyện với họ, hang out, ăn uống, thì mình luôn luôn có một cái sự tự tin trong cái câu chuyện mà mình nói, và mình có một cái sự respect, mình không biết respect, respect không phải từ từ, không phải từ đúng, xin lỗi, mình có một cái sự đúng respect, nhưng mà respect cái thời gian mà mình spend với người đó làm cho mình có cảm giác đó, mình không biết tự nhiên nó như vậy. Thì đó là cái nước hoa này, cho nên là mình hay khi mà when in doubt, khi mà mình không biết phải làm gì á, ngày hôm đó đi làm mà cảm thấy là ok, nhiều nhiều nước hoa quá, không biết là hôm nay mình qua cái gì á, thì đây là safe, đây là always right Lord George để đi làm professional environment. Thì nó đi ra từ cái cảm xúc của mình khi mà mình dùng cái này, và từ cái cảm xúc đó thể hiện ra là cái hành động ở bên ngoài, behavior bên ngoài là như thế nào. Thì đó là Lord George, và nó thay đổi mình khá nhiều trong giai đoạn đầu khi mà mình bắt đầu tìm hiểu về niche perfume. Thì nếu mà chấm điểm á, cho chai này á, thì mình nghĩ là nếu mà nói về mùi hương, design, story, tất cả mọi thứ thì mình nghĩ chai này là 8/10. 8/10 nha các bạn. Nhưng mà nếu mà nói về thêm mà how mà nó change mình, how mà nó shift mình, how mà nó làm cho mình nhìn nhận một chút xíu về những cái gì mình biết về nước hoa, và mình có một sự thay đổi, một sự shifting, thì sẽ là 9/10 nha các bạn. Tại vì nó đặc biệt đối với mình thôi. Và mình thấy nó quá xuất sắc trong cái chuyện đó. Tại vì đôi khi cái thứ mà nó thay đổi mình và nó chuyển biến mình, nó không nhất thiết phải là cái gì đó quá kinh khủng khiếp, không phải là chai nước hoa đắt tiền trên thế giới. Nó chỉ đến đúng thời điểm và có cái duyên ở trong đó, thì mình thêm chút xíu vào cái duyên. Thì rất là appreciate, rất là thích chai này. Và nếu mà bạn nào mà muốn đi từ thử, tìm tòi, tìm hiểu về niche perfume á, thì có thể bắt đầu với Lord George. Hôm nay mình nói ít như vậy thôi, cũng không ít lắm, cũng 12-13 phút rồi. Thì cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi, và nhớ subscribe, và mọi người có thể comment thêm ở dưới nếu như mà mọi người thích mình review chai nào. Nếu mà mình có thì mình sẽ review tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn cho chương trình và xin chào và hẹn gặp lại các bạn cho clip tiếp theo. Bye bye.